Quý vị thân mến, là cô gái Việt đầu tiên chinh phục chặng đường đua sa mạc khô nhất trên thế giới, Vũ Phương Thanh được mệnh danh là cô gái sở hữu đôi chân phi thường. Vậy thì hành trình vượt qua sa mạc của cô gái này đã diễn ra như thế nào? Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau gặp gỡ với Vũ Phương Thanh quý vị nhé. Vũ Phương Thanh, 25 tuổi, là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên vượt qua 250 km trong giải chạy bền vượt sa mạc tại Chile. Trước đó, Vũ Phương Thanh cũng từng tham gia các cuộc thi như Ultra Marathon The North Face 100, bán Ironman ở Bintan, Indonesia, v.v. Xin chào Thanh. Xin chào bạn. Phương Mai. Dạ, xin chào tất cả các bạn khán giả Vui Sống Mỗi Ngày. Cho đến thời điểm này, Phương Thanh là cô gái Việt duy nhất vượt qua sa mạc Atacama. Nhưng mà điều gì đã khiến cho Phương Thanh cho mình cái mục tiêu đó, cái quyết định đó? Tại vì rõ ràng là đây không phải là một quyết định bình thường. Thanh thì luôn luôn đặt ra những thử thách cho bản thân trong cuộc sống, sẽ giúp cho mình phát triển con người rất là nhiều. Thế nên là mỗi năm Thanh đặt ra một mục tiêu gì đó để phấn đấu. Lúc đầu đơn thuần chỉ là bán marathon, sau đó thì là siêu marathon. Và khi mà Thanh hoàn thành được giải chạy 100 cây số liên tục thì Thanh nghĩ đến bước tiếp theo là gì, và Thanh tìm hiểu đã có một giải chạy sa mạc trên thế giới, một trong những giải chạy khó nhất được tạp chí Times Magazine bầu chọn là top 10 những cuộc thi chạy bền trên thế giới. Thì lúc đó Thanh mới băn khoăn liệu mình có thể chinh phục được thử thách này không. Và thử thách đó Thanh nghĩ là sẽ đem lại cho Thanh một trải nghiệm cực kỳ quý báu. Thế nên Thanh mới quyết tâm đặt tất cả tâm huyết và công sức và lao vào luyện tập để chinh phục được giải chạy đó. Tại vì đó cũng là lúc mà Thanh cảm thấy mình cần phải có nhiều kinh nghiệm hơn. Công việc văn phòng thì nó sẽ luôn luôn có ở đó. Thế nhưng mà tuổi trẻ và sức khỏe thì chỉ có một lần trong đời. Cái cơ hội để đến được với những thử thách này nó sẽ không dễ dàng khi mà mình đã nhiều tuổi hơn, khi có gia đình, có một sự nghiệp lâu dài rồi. Thế nên Thanh mới quyết định là nếu như không phải bây giờ thì chắc là sẽ không bao giờ. Thế nên Thanh cũng suy nghĩ và cân nhắc rất nhiều và đi đến quyết định là Thanh muốn đánh đổi những cái gì mình đã có để đến với những cái gì mà mình có thể có được. Rõ ràng đây là một quyết định phải nói là rất mạo hiểm về cả thể chất lẫn cả tinh thần, đúng không ạ? Mình quay trở về với chặng đường đua ở Atacama đi. Cụ thể là chặng đường đó dài bao nhiêu km, Thanh có nhớ không? Mỗi giải chạy sa mạc đều là 250 cây trong vòng 6 chặng và trải dài trong vòng 7 ngày. Và có một chặng dài là chặng thứ 5. Chặng đó thì thường từ 70 đến 100 cây. Tất cả những tư trang, đồ ăn, những dụng cụ mà mình cần thiết là mình phải đeo trên ba lô của mình hết. Cụ thể là Thanh đã mang bao nhiêu cân thực phẩm, tại vì một tuần rõ ràng là không hề ngắn, đúng không ạ? Mặc dù là Thanh cũng hỏi kinh nghiệm rất là nhiều người, nhưng mà kinh nghiệm của mình vẫn còn ít ấy. Thế nên là cái ba lô của Thanh nặng 10 cân khi mà chưa có nước. Ban tổ chức luôn luôn bắt tất cả mọi người tham gia phải có ít nhất từ 1,5 đến 2,5 lít nước. Thì có nghĩa là sẽ thêm 1-2 cân vào cái ba lô đó. Về khoảng 12 cân trên ba lô và chạy. Và thực sự là ba lô đấy rất là nặng. Càng về dài thì càng cảm thấy cái sức nặng của ba lô. Tức là ngày đầu tiên như Phương Mai nói, dồi dào sức khỏe, cảm thấy 10 cân không là gì cả. Nhưng mà đến ngày thứ 3, thứ 4 thì thực sự là cũng cảm thấy khó khăn. Thật ra thì người ta đã nghĩ đến sa mạc đã thấy sợ rồi. Nghĩ đến sa mạc là tưởng tượng ngay đến khô này, rồi nóng này, không có nước này, rồi lạc đường này, rồi cát này. Mà tức là bản thân Phương Mai mà nghĩ đến sa mạc là Phương Mai chắc chắn là sẽ không bước đến rồi đấy. Thì một người chạy trên sa mạc với một chiếc ba lô 12 cân trên vai và rõ ràng là phải hoàn thành hết ngày này sang ngày khác. Và như Phương Mai cũng vừa mới nói rồi đấy, cái điều khó khăn không phải là việc mình chạy, mà là cái việc mình phải chấp nhận việc tỉnh dậy và chạy tiếp vào sáng hôm sau. Đúng vậy. Thì như Thanh cũng vừa nhắc đến, ngày thứ 3, thứ 4 là bắt đầu hơi nản à? Đúng vậy. Thì Thanh nhớ là có một khoảnh khắc vào ngày thứ 4, khoảng được một nửa đường rồi, chặng đường hôm đó dài 44 cây. Đến điểm tiếp nước thứ nhất là mới chỉ có 9 cây thôi. Mà lúc hôm đấy Thanh đã cảm thấy là cái sự mệt mỏi của các ngày trước nó dồn vào ngày hôm đấy rồi. Khi mà thức dậy và cố nuốt bữa sáng thì Thanh đã cảm thấy người đã nôn nao, xong đầu có vẻ hơi đau, chóng mặt. Thì 9 cây đầu tiên thôi Thanh đã nghĩ, trời, làm sao mà Thanh có thể tiếp tục được 35 cây còn lại.
Và Thanh nhớ là trên đường đến điểm tiếp nước thứ hai, Thanh như kiểu không thể nào bước tiếp được nữa, phải phải ngồi xuống bên cạnh một viên đá để thở, để trấn tĩnh lại. 2 tiếng tiếp theo Thanh nhớ là Thanh chỉ có nhìn xuống đất và chỉ có chân trái chân phải, chân trái chân phải lặp đi lặp lại như thế. Và đến khi mà điểm tiếp nước thứ hai rồi, Thanh khoảng cách đấy khoảng 100 mét, Thanh rất là vui, tại vì Thanh đã biết là ok, thế là mình sẽ hoàn thành được rồi, không sao đâu. Thanh đứng lại và Thanh ngoảnh mặt đi khỏi để tình nguyện viên không nhìn thấy. Thanh đứng và khóc nguyên 5 phút trên xa mạc. Sau đó thì mới đến trạm tiếp nước. Wow. Phương Anh nghe câu chuyện này mà cũng cảm thấy xúc động, tại vì là Mai thì chưa chạy bao giờ, thật sự là Mai không biết chạy. Nhưng mà tưởng tượng đến cảnh là một cô gái nhỏ bé như vậy, một cô gái người Việt Nam duy nhất như vậy đi một mình và phải vượt qua từng đấy chặng đường, thì Thanh có thấy rằng chính là nhờ sự cái tinh thần của Thanh mà vượt qua những cái khó khăn về thể chất hay không? Tại vì người ta vẫn thường nói là trong thể thao không phải là cái chuyện bạn làm cho cơ thể mình khỏe hơn, bạn vượt qua những cái khó khăn về cơ thể, mà là bạn vượt qua chính cái sự yếu đuối trong tâm hồn của bạn, đúng không ạ? Thì Phương Mai nghĩ là trước khi tham gia cuộc đua này thì Thanh cũng phải lên gân nhiều lắm, đúng không? Cũng phải chuẩn bị rất là nhiều cho tinh thần của mình để mà có thể đạt được cái sự sắc đá như vậy. Thanh chưa có kinh nghiệm đi một cái chặng đường dài như thế này bao giờ cả. Thế nên là trước đó thì Thanh hỏi ý kiến những người đã có rất nhiều kinh nghiệm rồi, và trong đó cũng có một người mà đã hoàn thành tất cả giải 4 sa mạc và viết một quyển sách. Tên của quyển sách là Runaway Success của tác giả Thaddeus Lawrence. Khi mà Thanh nói chuyện về Thaddeus thì Thanh rất là run, tại vì Thaddeus rất là tự nhiên nói với Thanh là anh nhìn em thì anh nghĩ là chắc chắn là em sẽ hoàn thành được thôi. Wow. Tại vì nhưng mà Thanh rất là bất ngờ, tại vì Thanh là nhưng mà thực sự là em rất là yếu đuối, không thể nào anh có thể nhìn em và nói một cách chắc chắn như vậy cả. Thì tác giả mới giải thích là thực ra để hoàn thành được thì 20% là thể chất và 80% là tinh thần. Và để mà em từ bỏ được nhiều cái và chấp nhận là sẽ dành thời gian, dành công sức đi luyện tập như vậy, thì anh nghĩ là chắc chắn là em sẽ hoàn thành được. Và lúc đấy thì Thanh chưa tin, lúc đấy Thanh nghĩ làm sao, tại vì anh khỏe quá nên là anh mới nghĩ là để chân chỉ là 20%. Thế nhưng mà khi mà trải nghiệm rồi thì Thanh mới thấy thực sự đúng là như vậy. Về phần thể chất thì 20% và tinh thần, ý chí, bản lĩnh là 80%. Và qua cái trải nghiệm đấy Thanh cũng cảm thấy mình mạnh mẽ hơn nhiều về trong nội tâm, về trong cách mình xử lý trong cuộc sống, cách mình nhìn nhận cuộc sống và con người. Khát khao muốn khai phá bản thân của Vũ Phương Thanh được tiếp thêm động lực từ quyển sách Runaway Success của tác giả Thaddeus Lawrence. Cảm hứng từ Lawrence khiến Phương Thanh quyết tâm trở thành người phụ nữ đầu tiên từ Đông Nam Á vượt qua thử thách trên. Trong cuộc sống, ý tưởng đổi mới bản thân có thể xuất hiện ở bất cứ đâu và đến từ bất cứ ai, song làm được hay không mới là điều đáng nói. Vì không phải ai muốn đi là đi được. Riêng Vũ Phương Thanh đã và đang tiếp tục thực hiện được ước mơ của mình với những bước đi rất thực tế. Quay trở lại với câu chuyện luyện tập về thể chất đi, mặc dù nó là 20% thôi Thanh ơi, nhưng mà đối với những người khác thì không ai nghĩ là không phải dùng 2000% những gì mà mày đang có. Và để đạt được cái mức mà chỉ 20% đấy thì mà dùng trong sa mạc thì chắc là Thanh cũng phải trải qua một quá trình luyện tập cũng khá là khắc nghiệt, đúng không? Trong tuần thì Thanh theo lịch như thế này, tức là Thanh tập 5 ngày trong tuần và 2 ngày nghỉ ngơi. Thì thứ 3, thứ 4, thứ 5 thì Thanh sẽ tập 1 tiếng với huấn luyện viên riêng. Và sau đó là sẽ tập những cái bài cross training, ví dụ như là đạp xe hay là leo bộ cầu thang, hay là chạy ở ngoài đường để làm quen với độ nóng. Sau 3 ngày như vậy thì Thanh nghỉ 1 ngày. Đến cuối tuần, tức là thứ bảy và chủ nhật, là Thanh sẽ là cái thời gian Thanh dành luyện tập sự bền bỉ, tức là mình sẽ chạy đến khi nào mình không thể tiếp bước được thì thôi. Thì có nghĩa là cả hai cái ngày đó đều mỗi ngày có thể
từ 4 đến 8 tiếng. Tức là mình sẽ cố gắng đến khi nào mình không thể tiếp bước được nữa, mình cố thêm một chút và đến khi nào mà mình thấy ok, không thực sự là không thể đi được nữa thì mình sẽ nghỉ. Và đến ngày hôm sau lại lặp lại như thế. Hai cái ngày liên tục đó nó sẽ làm cho bản thân quen với sự hoạt động liên tục. Rõ ràng là song song việc luyện tập sức bền thì vô hình chung tinh thần của mình cũng được luyện tập theo, đúng không? Đúng vậy. Trên thế giới hiện nay chỉ có đúng 9 người phụ nữ trong cùng một năm vượt qua được 4 sa mạc khô nhất này, nóng nhất này, gió nhất và lạnh nhất. Đúng không? Là những cái tên nào nhỉ? Đầu tiên sẽ là sa mạc nóng nhất Sahara, sa mạc gió nhất Gobi và sa mạc Atacama là sa mạc khô nhất. Và cái cuối cùng là Nam Cực. Đúng vậy. Chạy Nam Cực khiếp. Và không có một cô gái nào trong số 9 cô gái này là người Đông Nam Á cả, thậm chí là người Việt Nam thì càng không. Đúng vậy. Phương Mai nghĩ là có một lý do khoa học ở đây. Tại vì là thật sự là về thể chất của người châu Á mình, người Việt Nam mình không bằng những người Âu Châu. Về khung xương của mình không dài bằng, đúng không ạ? Về sự phân bổ, về protein, về cơ bắp cũng không bằng. Và đương nhiên là sức khỏe không bằng. Thanh là một cô gái dám làm những việc mà chưa một cô gái Việt Nam nào dám làm. Thì Phương Mai tin rằng Thanh sẽ không thể làm việc này một cách liều lĩnh. Mà Thanh sẽ phải có một chiến lược cụ thể dành riêng cho chính mình. Là một cô gái không có những điều kiện tự nhiên như những cô gái khác có. Thì Thanh có thể chia sẻ về những chiến lược này của mình không? Mặc dù là như Phương Mai nói, có thể là về mặt khoa học thì có điều này điều kia mình sẽ không bằng được những người Âu Châu. Thì nhưng cái mà Thanh tự tin là có thể giúp cho mình chinh phục được thử thách này, đấy là cái ý chí không bao giờ bỏ cuộc và cái suy nghĩ không gì là không thể. Thì có thể là mình không mạnh bằng người ta, mình không nhanh bằng người ta, nhưng mà cứ từ từ rồi mình cũng sẽ đến nơi, đúng không ạ? Đúng vậy. Lo đúng gì vậy. Đúng không ạ? Miễn là chúng ta có dám đặt mình vào trong hoàn cảnh khó khăn đó hay không, có dám đúng vượt vậy. Qua hay không. Đúng sắp tới thì Thanh có dự định gì cho những cái cuộc chạy trong tương lai của mình không? Trong năm 2016 này, Thanh đang tập trung vào việc chinh phục được thử thách 4 sa mạc. Tức là cả 4 sa mạc trong cùng một năm. Mà mình nhiều nhất đấy hả? Đúng vậy. Tức là mỗi sa mạc này sẽ là 250 cây. Và tổng cộng lại sẽ là 1.000 cây số. 1.000 cây số trong vòng một năm, vượt qua 4 cái sa mạc khủng khiếp nhất trên thế giới. Đúng vậy. Tưởng tượng thôi nó đã nằm vượt quá những gì mà Phương Mai có thể nghĩ đến rồi. Nhưng mà có bao giờ gia đình nói là Thanh đang làm điều điên rồ không? Tất nhiên là có. Nhưng mà Thanh cũng may mắn là Thanh cũng rất biết ơn là yêu nhân bố mẹ không cản. Cái đấy cũng là một cái mà Thanh cảm thấy đấy là một cái sự ủng hộ rồi. Thực ra thì trong quá trình mình hoàn thành cái thử thách này thì Thanh cũng nhìn thấy là cũng đã có những người đã từng nghĩ đây là một cái việc rất là điên rồ, một việc mà họ nghĩ là không có ý nghĩa gì làm cho cuộc sống. Họ đang dần thay đổi cái cách nghĩ đấy, họ hiểu được thêm cái hành trình của mình là tại sao mình bắt đầu, tại sao mình theo đuổi. Tại vì như Thanh nói, cái hành trình này không phải là chỉ của riêng Thanh. Cái hành trình này là của tất cả những mọi người đang tin vào Thanh, đang giúp đỡ Thanh. Và cũng là hành trình của mọi người mà để giúp cho họ tiến tới được cái thử thách riêng của họ. Tại vì Thanh thì Thanh nghĩ là trong cuộc sống và cái việc chạy bền, hai cái đối với Thanh rất là giống nhau. Khi mà chạy ấy, thì mình đi qua những cái cảm xúc rất là gần với cả cảm xúc mình có trong cuộc sống, trong công việc, trong các đối mặt với các thử thách trong cuộc sống. Thì khi chạy thì đôi lúc mình cảm thấy thực sự là rất hạnh phúc, thực sự là mình có thể chinh phục được cả thế giới. Khi đó cái endorphin trong não của mình nó được tiết ra, nó làm cho mình sung như vậy. Thì nhưng mà đôi khi lại thực sự là kiệt quệ, lúc đấy là cơ thể rã rời, chân đau, tay đau, đầu đau, nói chung là đau tất cả. Và mình nghĩ là không thể nào tiếp bước được nữa, mình kiệt sức rồi. Thế nhưng mà vì một lý do nào đó, vì một cái yếu tố là mình muốn chinh phục thử thách này, hay là vì một yếu tố là mình muốn làm điều này cho ai, mình tiếp bước. Và khi mình vượt qua được cái rào cản đấy rồi, mình như là được đẩy bản thân lên một tầm cao mới. Thì Thanh cũng muốn là cái thông điệp mọi người không nhìn quá vào cái việc là Thanh chạy 1.000 cây số, mà nghĩ đến cái việc là cái việc này là một cái thử thách. Nhìn qua thì nghĩ là không thể,
Nhưng mà nếu như mà mình đặt tâm huyết, đặt công sức, đặt thời gian vào thì mình có thể chinh phục được. Và quan trọng nhất vẫn là chứng minh được tôi mạnh cỡ nào, đúng không? Mà người ta vẫn nói rằng tiềm năng con người là vô hạn, chẳng qua là chỉ có những người không biết cách phát huy những tiềm năng này. Đúng vậy. Phương Mai thì tin chắc rằng ngay lúc này đây thì bố mẹ của Thanh đang hết sức cảm thấy tự hào, tại vì đâu phải ai cũng có con gái được gọi là có đôi chân phi thường đâu, đúng không ạ? Mai rất vui khi mà có cơ hội để mà trò chuyện với Thanh trong chương trình ngày hôm nay, và tin chắc rằng tất cả những khán giả của chương trình cũng đang chia sẻ chung cảm xúc này. Xin chúc cho Thanh sẽ hoàn thành thật tốt chặng đường vượt qua 4 sa mạc khắc nghiệt nhất trên thế giới này.